Này các con, các con nên hiểu rằng ngu si nghĩa là mê mờ, là không sáng, đồng nghĩa với vô minh. Vô minh chính là không sáng. Sinh tử là sống chết. Sống chết ở đây chỉ cho sự sống chết luân hồi trong lục đạo. Tại sao ngu si lại bị sinh tử? Chính vì ngu si nên mới điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng là suy nghĩ sai lầm lộn ngược. Thế nào là suy nghĩ sai lầm lộn ngược? Như thế gian là vô thường, chúng ta lại cho là thường. Còn thân người vô ngã, chúng ta lại cho là ngã. Nhân sinh là khổ, chúng ta lại cho là vui. Suy nghĩ đó là sai lầm lộn ngược, nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điền, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điền. Các con nên khỏi quán như thế. Câu kệ này nói rất rõ các pháp thế gian là vô thường giả tạm. Này các con, ta muốn kể cho các con nghe một câu chuyện. Ngày xưa có anh chàng họ Lữ đi thi. Các con cũng biết, thời nay chúng ta có phương tiện xe máy đi lại rất dễ dàng. Ngày xưa có xe đâu mà đi. Những người ở miền quê lên tỉnh thi là cả một sự khó khăn. Những người gia đình khá thì có ngựa đi, còn gia đình nghèo thì phải quẩy gối gánh gạo đi bộ đến trường thi. Có người đi xa hàng trăm cây số hoặc vài trăm cây số mới đến trường thi. Anh chàng họ Lữ cất công đi thi nhưng không đậu. Trên đường trở về vừa buồn vừa đói, may mắn gặp được một ngôi chùa ở ven rừng. Anh mừng quá, ghé vào xin cơm để ăn. Vị sư ở trong chùa rất thương anh, nhưng gạo đã hết nên lấy kê ra nấu cho anh ăn đỡ đói. Trong lúc chờ nhà sư nấu kê, mệt quá anh mới thiếp đi. Anh ngủ một giấc thật ngon và chiêm bao thấy mình thi đậu, được làm quan, được vua cho làm phò mã, được làm quan, được lấy vợ, được hưởng cuộc đời thật hạnh phúc sung sướng. Một hôm vua cử anh đến trấn nhậm một tỉnh xa. Vợ chồng cùng đi với một đoàn quân hộ tống. Trên đường đi ngang qua cánh rừng, vợ chồng bị quân giặc tấn công. Do số lượng quân giặc quá đông, đoàn hộ tống không cự nổi, cho nên bị giết chết hết. Rồi chúng bắt vợ chồng anh họ Lữ và kề gươm lên cổ. Anh chàng họ Lữ này sợ quá la lên, giật mình thức giấc. Lúc tỉnh dậy, nồi kê vẫn nấu chưa chín. Như vậy anh chàng họ Lữ nằm mơ chỉ khoảng 20-30 phút, thế mà có cảm tưởng như đã sống hơn nửa đời người. Nào là thi đậu, là quan, làm phò mã, lấy công chúa, hưởng hạnh phúc sung sướng, rồi bị giặc bắt. Trải qua thời gian lâu như vậy mà lúc giật mình tỉnh giấc, nồi kê vẫn chưa chín. Cuộc sống của các con cũng không khác gì anh chàng họ Lữ. 100 năm chẳng có là bao, đến khi nhắm mắt chỉ thấy sống trong mộng. Cho nên các con ở cuộc đời, tuy sống có chồng có vợ, cha mẹ anh em con cháu, nhưng tất cả chỉ là mộng, là giả tạm mà thôi. Phụ mẫu ân thâm chung hiểu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tạ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các từ phi.
phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt. Nghĩa là con cái đối với cha mẹ có ơn rất sâu nặng, nhưng rốt cuộc cũng phải biệt ly. Phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Có nghĩa là vợ chồng chung sống với nhau, dù tình nghĩa mặn nồng suốt cả một đời, rồi cũng phải chia tay. Nhân tình tỏ điểu đồng lâm túc. Có nghĩa là tình người cũng giống như chim, ngủ chung nhau một cánh rừng. Còn đại hạn lai thời các từ phi. Có nghĩa là đến khi có sự cố gì xảy ra, thì nạnh con nào con nấy bay đi, không con nào kéo theo con nào được. Các con cũng vậy, lúc sống có cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu, đến khi nhắm mắt thì đường ai nấy đi. Không mời tự đến, không đuổi tự đi. Đến như thế nào, đi như thế đó. Đến đi như gió, họp tan như mây. Gió mây vô thường, vấn vương chi khổ. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời, không ai mời mà tự đến, cũng không ai đuổi mà tự đi. Đến như thế nào, đi như thế đó. Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời như gió thoảng mây bay, vốn vô thường, giả tạm. Biết như vậy thì sự đến và đi không có gì phải bận tâm, phải đau khổ. Cho nên nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Chữ huyễn có nghĩa là giả. Như chúng ta nhìn thấy hình người bằng rơm đứng ngoài ruộng để đuổi chim. Người đó gọi là người gì? Là người nọm, không phải người thật. Thần của chúng ta cũng thế, chỉ là giả có mà thôi. Còn chữ bào có nghĩa là bọt, là bong bóng nước. Khi trời mưa, chúng ta thấy có những bong bóng nổi trên mặt nước. Hoặc khi sóng đánh vào bờ, sủi lên những bọt, cuộc sống chúng ta cũng mong manh như bọt, rất dễ tan vỡ. Còn chữ ảnh có nghĩa là bóng. Như chúng ta nhìn thấy bóng mình trong gương, hoặc nhìn thấy mặt trăng ở dưới đáy hồ. Mặt trăng đó thật hay giả? Chỉ là giả thôi. Còn mặt trăng thật ở trên trời, trăng dưới nước chỉ là cái bóng. Hoặc khi chúng ta đi trong sa mạc, nhìn xa xa thấy có nước, nhưng đi mãi mà không thấy nước ở đâu. Vậy đó là cái gì? Đó chỉ là cái bóng nắng, chứ không phải là nước. Như lộ diệt như điền. Chữ lộ nghĩa là hạt xương. Buổi sáng chúng ta nhìn thấy những hạt xương đọng trên ngọn cỏ. Khi mặt trời vừa lên thì nó óng ánh rất đẹp, nhưng nắng một chút là nó tan biến mất. Câu kinh này nói rất rõ, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như hạt xương, như điện chớp rất mong manh, vô thường giả tạm. Chúng ta không thấy được sự vô thường giả tạm này, lại chấp cho là thường, rồi mình bám víu, tham đắm tạo nghiệp, phải chịu quả báo luân hồi sinh tử sáu đường. Đó là nói thế gian vô thường, mà chúng ta chấp là thường, nên gọi là điên đảo, vọng tưởng. Thứ hai, thân người vô ngã, các con chấp là ngã, cũng là điên đảo, vọng tưởng.